Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với series video khóa học xử lý khủng hoảng truyền thông trực tuyến by Phan Anh. Và video này tôi sẽ giới thiệu với các bạn các case study. Tôi sẽ có rất nhiều case study và mỗi một cái video bài học tôi sẽ giới thiệu một case study khác nhau. Đầu tiên thì ta sẽ nói về một số những cái vụ việc khủng hoảng truyền thông nổi bật ở trên thế giới. Sau đó thì ta sẽ nói sang Việt Nam một cái video khác. Thế thì trên thế giới gần đây có rất là nhiều vụ, nhưng mà tôi sẽ liệt kê một số vụ mà tôi cho rằng là cũng khá là rõ, khá là nổi và khá là nổi tiếng, và chúng ta, những người như chúng ta đang xem video này, những người đang học cái bộ khóa học này là cũng có thể biết đến những cái trường hợp như vậy. Đầu tiên thì tôi sẽ kể đến cái trường hợp của hãng hàng không United Airlines. Thì cái hãng hàng không United Airlines này là một cái hãng hàng không khá là lớn của Mỹ. Vừa rồi thì tôi có đi Mỹ du lịch trong gần 20 ngày, thì tôi cũng đã bay với hãng hàng không này rồi, và tôi đánh giá đây là một hãng hàng không cũng rất là tốt, rất là chuyên nghiệp và cũng ứng dụng công nghệ thông tin vào trong cái quá trình kinh doanh của mình, tôi đánh giá là rất là xuất sắc. Thế thì cái hãng hàng không United Airlines này vướng vào một cái vụ khủng hoảng truyền thông là như thế nào? Nó có một cái vụ nhỏ nhỏ thôi, thì nó có một cái khách hàng là một cái người Mỹ gốc Việt lên máy bay và sau đó thì sẽ bị từ chối phục vụ. Và ông khách hàng này thì ông không đồng ý với cái phương án như vậy, tức là đến giờ ông phải bay rồi, bây giờ hãng không cho ông bay, ông từ chối phục vụ ông này, và ông này thì ông không đồng ý, và hãng không đã yêu cầu các nhân viên an ninh lên máy bay và cưỡng ép hành khách này xuống. Và trong quá trình cưỡng ép hành khách này xuống thì nhân viên an ninh, các bạn biết rồi đấy, những người Mỹ họ rất là cao lớn, rất là khỏe mạnh, đúng không ạ? Thì trong cái quá trình mà áp tải hay là bắt ép cái người khách hàng này xuống khỏi máy bay thì cũng xảy ra những cái va chạm, xảy ra những cái gọi là đụng độ một cách vô tình hay cố ý thì tôi cũng không biết, vì báo chí họ lại không đưa tin tức một cách chi tiết, đúng không? Nhưng mà đại khái là có một cái tình tiết đấy là ông này máu me be bét, đúng không? Có thể bị quẹt một cái vào mũi thôi, cũng có thể đã máu me be bét, hay là vập một cái vào môi nó chảy máu môi thôi, đúng không? Thì do cái nhân viên an ninh người ta cưỡng chế nhưng mà ông không đồng ý, và xảy ra những cự nữ, xảy ra những cái xô xát. Và các hành khách khác ở trên máy bay bắt đầu là dùng điện thoại di động quay đó, quay lại vụ việc, vì bạn không thể cấm được người ta, đúng không? Sau đó người ta có thể chưa bay hoặc là đã bay rồi thì người ta sẽ sau khi xuống máy bay người ta sẽ bắt đầu vào Facebook, vào mạng xã hội Twitter, vào YouTube, người ta sẽ bắt đầu đăng lên là có một cái vụ việc như thế, và bắt đầu cộng đồng mới xảy ra tranh cãi, người ta sẽ đánh giá, người ta sẽ đào bới những cái lỗi lầm của United Airlines, rồi thì có thể có những khách hàng khác cũng gặp phải những vấn đề tương tự hoặc những vấn đề khác, họ cũng sẽ đổ thêm dầu vào lửa bằng cách comment, bằng cách chia sẻ câu chuyện này. Thế thì đấy chính là cái khủng hoảng của hãng hàng không United Airlines, và báo chí cũng bắt đầu dầm dập đưa tin về cái vụ việc này của hãng này, và điều đó khiến cho hãng cũng bị giảm giá cổ phiếu, và CEO của hãng cũng bị ra điều trần và cũng phải nói lời xin lỗi. Tất nhiên là tôi mô tả cái vụ việc nó cũng đơn giản như vậy. Các bạn muốn biết chi tiết thì các bạn có thể search cái từ khóa United Airlines khủng hoảng truyền thông hay là từ chối phục vụ khách hàng. Đấy, thì các bạn có thể tìm được cái bài viết đó chi tiết hơn. Tôi sẽ nói tóm tắt như vậy. Đấy là một cái case study, một cái ví dụ ở nước ngoài. Cụ thể là đối với hãng không United Airlines, đúng không ạ? Một cái ví dụ số 2 tôi muốn nói với các bạn đó là một cái case study là liên quan đến hãng cà phê rất là nổi tiếng, đây là cà phê Starbucks Coffee. Starbucks Coffee là một cái chuỗi bán cà phê rất là nổi tiếng của Mỹ, và ở Việt Nam thì cũng đã có một số những cái cửa hàng các bạn đã biết rồi, đúng không ạ? Thế thì cái hãng này vừa rồi gần đây là có dính một cái vụ khủng hoảng truyền thông theo một cách như thế này. Đó, ở bên Mỹ thì người ta rất là sợ cái việc là phân biệt chủng tộc. Và hãng Starbucks Coffee này dính phải một vấn đề như sau. Thì có một cái khách hàng, họ vào quán cà phê họ ngồi, nhưng mà họ không mua cái gì cả.
đúng không? Và anh này thì không may rằng anh này là một người nghèo, một người da đen. Đó, thế thì anh ta vào đấy ngồi quán, thế thì nhân viên phục vụ trong quán cà phê Starbucks này đã từ chối phục vụ và cũng không cho anh ta ngồi trong quán. Anh ta không mua gì nhưng anh ta ngồi ké đến tí, giống kiểu thầy Phan Anh đi ra quán cà phê nhưng mà không không mua nhá, không uống nhá, uống rồi ngồi ké lướt wifi tí. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì thầy Phan Anh không bị đuổi. Thế nhưng tại cái quán cà phê Starbucks Coffee này thì các bạn nhân viên đấy đã không đồng ý, đã mời cái người khách hàng này ra khỏi cửa hàng. Thế nhưng mà người khách hàng này đã không ra. Còn ví dụ vì sao không ra, như là do mệt mỏi, do đói hay do muốn nghỉ ngơi hay là ngoài trời lạnh gì đó tôi không biết, tôi không đi vào chi tiết nhá. Tôi chỉ nói là gì, đến mua hàng nhưng mà không mua, đúng không? Ngồi nhờ nhưng mà bên này không cho ngồi. Mời ra nhưng mà không ra, ok. Thế sau đó thì nhân viên của hãng cà phê Starbucks Coffee tại điểm bán này đã rất là cứng rắn, là sẽ gọi điện cho cảnh sát, gọi 911. Và ngay lập tức thì cảnh sát tới. Các bạn biết rồi đấy, đặc sản của Mỹ là cảnh sát rất là nhanh. Các bạn xem trên phim Hollywood các bạn thấy. Và vừa rồi tôi đi ở Mỹ thì tôi thấy là đúng là cảnh sát New York, NYPD thì họ rất là sẵn, họ rất là có mặt ở trên các cái cung đường rất là nhiều. Tôi không biết vì sao nhưng mà rất nhiều, sẵn sàng có mặt. Có thể là New York là một cái thành phố lớn và sầm uất náo nhiệt chăng. Đấy, thế nhưng đi với các cái bang khác thì tôi thấy cảnh sát nó ít hơn. Thế thì ngay lập tức cảnh sát xuất hiện và đã mời người đàn ông này ra. Tất nhiên thì họ tống cổ ra, đúng không ạ? Họ xách nách họ lôi ra, ví dụ như thế. Và cũng tương tự, đúng không ạ? Ngay lập tức các khách hàng trong quán cà phê cũng giơ điện thoại lên quay quay cái tình tiết đó. Quay cái việc là người đàn ông này bị cảnh sát nó bắt ra, được người bị từ chối vân vân. Sau đó cũng bắt đầu vào Facebook, Twitter, YouTube. Ở Mỹ thì người ta dùng Twitter rất là nhiều. Đăng lên, bạn thấy đấy, cảnh sát đã mời bạn ra khi bạn không có tiền. Bạn thấy đấy, một người đàn ông đáng thương đã bị tống cổ ra khỏi Starbucks, liệu rằng tôi có thể bị như thế hay không, vân vân. Đấy, cái kiểu kiểu như thế. Và cũng vụ việc cũng làm cho Starbucks bị khủng hoảng rất là trầm trọng. Đấy là cái ví dụ thứ hai tôi muốn chia sẻ với các bạn. Cái case study thứ ba, đấy là cái khủng hoảng liên quan đến hãng Facebook, mà một trong những công cụ mà rất là phổ biến tại Mỹ cũng như là rất là phổ biến tại Việt Nam, đứng số 1 tại Việt Nam, đúng không? Thì Facebook cũng dính phải bê bối là khủng hoảng truyền thông của chính họ, đó chính là lộ thông tin người dùng vào khoảng tháng 4 năm 2018. Và sau đó liên tục các cái vụ việc cũng nhỏ lẻ cũng bị rò rỉ. Thì tôi tóm tắt cái vụ việc này như sau, thì Facebook bị tố cáo là lộ thông tin người dùng do Facebook cho phép một cái công ty có tên là Cambridge Analytics, một cái đối tác của Facebook, có thể khai thác các dữ liệu Facebook và user và từ đó để tạo ra các nghiên cứu. Chi tiết thì các bạn có thể đọc Google để các bạn hiểu rõ hơn về vụ việc này. Đấy. Thế thì khi mà Facebook cho phép một cái bên thứ ba sử dụng dữ liệu thông tin khách hàng của mình và bên thứ ba này vô tình để lộ cho truyền thông biết rằng là Facebook đã làm điều đó và ngay lập tức là Facebook bị giáng đòn, đúng không ạ, và bị bê bối xảy ra khủng hoảng tương đối là nặng. Và các bạn biết rằng là Facebook đã bị giảm khoảng 15 đến 20% giá trị cổ phiếu, và với 15 đến 20% giá trị cổ phiếu của Facebook tại thời điểm đó, các bạn biết rằng là Facebook mất hàng chục tỷ đô la, rất là nhiều, một con số rất là khủng khiếp chứ không phải đơn giản. Và CEO của hãng cũng phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về cái hành vi đó, về cái vấn đề khủng hoảng đó. Các bạn có thể theo dõi những cái case study này của tôi bằng cách là search Google tìm ba case study này, là hãng United Airlines từ chối phục vụ khách hàng này, hãng Starbucks Coffee từ chối phục vụ khách hàng này. Hãng Facebook thì làm lộ thông tin người dùng liên hoặc là cho phép bên thứ ba khai thác dữ liệu người dùng để kiếm tiền, và từ đó nó dấy lên những cái lo ngại về quyền riêng tư, và Facebook bị tẩy chay, Facebook bị giảm giá cổ phiếu, CEO của Facebook phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ, vân vân. Thì đấy là ba cái ví dụ rất là nổi bật trong thời gian gần đây.
Còn thực tế thì có rất nhiều các ví dụ, nhưng mà tôi nói là ba cái ví dụ nổi bật trong thời gian gần đây các bạn có thể theo dõi được để các bạn biết rằng là cái khủng hoảng truyền thông là cái gì. Đấy, hãng nào, đơn vị nào. Cái ba cái ví dụ tôi nói các bạn đều là những thương hiệu rất lớn và những vấn đề khủng hoảng của họ cũng tôi nghĩ là United cũng khá là tôi nghĩ cũng khá là đơn giản, không phức tạp. Starbucks Coffee cũng tương tự, nhưng Facebook thì có vẻ nặng nề hơn. Và theo đánh giá của tôi thì đều bị giáng những cái đòn rất là mạnh về khủng hoảng truyền thông, về giá cổ phiếu, rồi về lòng tin với khách hàng, vân vân. Thì đó, tôi trình bày với các bạn trong bài học này. Và trong bài học tiếp theo, video tiếp theo thì tôi sẽ nói một số các case study của Việt Nam kỹ hơn nữa, được chưa ạ? Vâng. Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào và hẹn lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.